Phùng Thời Châu xin trân trọng kính chào quý khán giả của Tiếng Quê Hương. Hôm nay trong phần làm việc của chúng tôi, bên phải chúng tôi có anh Nguyễn Thế Phượng và bên trái chúng tôi lại có anh Đinh Viết Tứ. Xin mời hai anh gửi lời chào, anh Phượng gửi lời chào. Xin kính chào quý vị khán thính giả yêu quý và giá trị của Đài Tiếng Quê Hương. Xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin ngày hôm nay đặc biệt có một cái chương trình đáng lẽ mình không nói tới, nhưng mà cái sự trình bày của nghị viên Hoàng Duy Hùng cũng như luật sư Hoàng Duy Hùng của thành phố Houston, Texas khiến tôi phải chú ý. Chúng tôi đã nghe đi nghe lại cái phần trình bày của Hoàng Duy Hùng, tôi thích quá, cho nên bắt buộc hôm nay cái phần trình bày của Hoàng Duy Hùng chúng ta phải đem vô cái chương trình Tiếng Quê Hương để bình luận. Trước hết là khi mà lúc mà Hoàng Duy Hùng tới ngày 23 tháng 3 tới phi trường Nội Bài thì anh Nguyễn Phúc Hùng đã chặn Hoàng Duy Hùng và để phỏng vấn Hoàng Duy Hùng. Thì lúc đó thì Hoàng Duy Hùng cứ nhắc đi nhắc lại: tôi đến đây với tư cách là nghị viên của thành phố Houston để thế này thế nọ. Anh cứ nhắc đi nhắc lại. Thật sự trong cái lúc đó, đó thì thưa hai em, tôi cảm thấy Hoàng Duy Hùng cái tay này tầm thường quá. Cái việc gì mà phải cứ nhắc đi nhắc lại, nghĩa là tôi là người Việt Nam, tôi đi về Việt Nam, tôi thăm quê hương tôi, có cái gì phải nhắc đi nhắc lại. Tôi là một nghị viên của Hoa Kỳ, tôi là một nghị viên dân cử, nhắc đi nhắc lại. Nhưng hôm sau nữa, qua phần trình bày của Phố Văn Xa TV, chúng tôi rất là ngạc nhiên và tôi phải cảm phục. Phải nói rằng chị Phùng Tuệ Châu rất cảm phục những lời nói là trân trọng, quý giá của Hoàng Duy Hùng. Cái câu mà Hoàng Duy Hùng nói mà tôi thích nhất, anh Tứ, anh biết nói: hôm nay đây chúng ta đang đứng trên mảnh đất chữ S oai hùng, mà anh Toàn đã nói rằng là anh ấy đến thăm cái đền Hùng để tượng trưng cho sự đoàn kết của dân tộc. Tương lai đây dân tộc Việt Nam sẽ là một quốc gia oai hùng như tất cả quốc gia khác. Anh luôn luôn kêu gọi sự đoàn kết. Và nghĩa là bà Bích Trâm, vợ của anh Hoàng Duy Hùng, nói một câu rất hay: Bích Trâm đã thường đi về Việt Nam nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì nghĩa là được sự mời gọi chính thức của nhà nước Việt Nam, cho nên Bích Trâm rất hân hạnh được là đi theo chồng để đóng góp vào trong cái vấn đề mà đoàn kết của dân tộc. Bây giờ anh, tôi ngợi anh, mời anh Phượng nói trước đi, sau đến 10 anh Tứ nói về cái cảm nghĩ của anh khi mà anh theo dõi chương trình của Hoàng Duy Hùng. Và thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, điều làm tôi rất là mừng và cảm động khi được nghe ông Hoàng Duy Hùng nói chuyện sau khi thắp hương ở đền Hùng. Đây anh dùng đến chữ danh từ Thánh Địa Hùng Vương. Từ giờ tôi rất cảm ơn anh Hoàng Duy Hùng đã mang danh từ đó để cho những người Việt hải ngoại, đầu tiên là anh và những người Việt hải ngoại như chúng tôi, hiểu rằng những đứa con Việt đi ra khỏi Việt Nam hiện tại đang sống trên bốn vùng châu lục của tám hướng địa cầu, từ giờ trở đi những người con đó đã có được một vùng Thánh Địa Hùng Vương, để trong cả cuộc đời mình sẽ có một lần mình trở về thánh địa đó. Đấy là điều mình rất là cảm ơn và cảm phục anh Hoàng Duy Hùng. Mình có phải chị ạ? Vâng, xin mời anh Tứ. Trước khi anh nói góp, tôi nói anh một cái câu này, anh nhớ là, tức là Hoàng Duy Hùng đã nói rằng đây là da, là thịt, đây là máu của những người Việt Nam ở trên đất, trên cái mảnh đất này. Cái là đi đâu mình cũng phải về nhớ tới tổ tiên mình. Nói nhiều câu hay lắm, tôi đã học đi học lại mà tự nhiên bây giờ lại quên hết rồi. Vâng, xin mời anh. Trước khi tôi phát biểu, tôi xin phép hai anh chị để cho tôi được gửi cái lời cảm ơn mấy khán giả đã gửi thư cho tôi, đặc biệt trong đó có anh Louis Nguyễn đã góp những ý kiến xây dựng rất là thẳng thắn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trước. Và sau đây thì đây là cái ý kiến của chúng tôi về vụ anh nghị viên An Hoàng Duy Hùng về Việt Nam. Thì đối với anh Hùng thì chúng ta thấy rõ là biết là anh là một người có trình độ, là một luật sư. Dạ vâng. Và nếu mà ở hải ngoại một người có trình độ và có cái lòng càng chân thật thì sẽ càng hiểu biết về đất nước.
càng nói đúng những cái điều nó xoáy vào tim óc chúng ta. Tại vì bản thân ba người chúng ta đây, chúng ta là những người yêu nước, chỉ có những người yêu nước mới cảm thông được những người yêu nước khác. Đúng. Phải nói rằng trong mấy chục năm, những người ở hải ngoại đang hiện nay duy trì một cái tinh thần chống đối dân tộc và phá hoại đất nước, thì những kẻ đó thì tôi nghĩ rằng họ không thể nào cảm nhận được những cái lời đó của Hoàng Duy Hùng. Đúng. Và vì thế cho nên rằng một sự dè dặt của Hoàng Duy Hùng ban đầu khi anh tới thị trường Nội Bài trả lời đến Nội Bài, khi được gặp Nguyễn Phương Hùng thì anh cứ phải nói anh là nghị viên, anh là nghị viên, anh nghị là viên dân cử, nhắc đi nhắc lại rằng anh đến đó với hai tư cách. Thứ nhất là đại diện của Hoa Kỳ, chính quyền địa phương tại Mỹ, và thứ hai thì anh là người Mỹ, anh là một công dân Mỹ và gốc Việt trở về thăm đất nước theo lời mời của bên trong chính quyền của ta. Nhưng mà luôn luôn anh đi với là tư cách là của người công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà sau khi anh đi thăm đền Hùng, anh thắp nhang tới đền Hùng rồi thì cái tư tưởng của anh khác lạ rằng. Tư tưởng của anh đã thuyết phục được tôi và tôi cứ mê mẩn. Tôi nghe đi nghe lại cái video clip của Hoàng Duy Hùng. Xin mời anh tiếp. Và đó là cái hậu quả của cái sự tuyên truyền xảo trá của cái guồng máy báo chí cũng như các cơ sở truyền thông méo mó ở hải ngoại. Họ đưa cho người ta thế để cho ta cảm tưởng cái sợ sệt, giống như là họ là những người hay mô tả đến những con ngao ộp. Thế nhưng mà khi mà người ta biết rõ rồi thì nó là cái chuyện đó là con vật không bao giờ có trong thực tế cả. Bởi vậy mà nên là Hoàng Duy Hùng sau khi được tiếp xúc và trải qua một số giờ sống tại quê hương thì ngẫm nghĩ lại chắc là anh ta có cái sự chuyển biến, thay đổi tư duy lập tức liền. Vì rằng dù sao thì anh đấy, tuy rằng trong quá khứ cũng đã có những hành động sai lầm, nhưng rõ ràng anh đã biết hối cải và anh đã trở về với quê hương và luôn luôn muốn được đứng trong cái hàng ngũ của dân tộc. Thì tôi thấy đây là một việc mà rất đáng ca ngợi. Ca ngợi, đúng rồi. Bởi vì những người như chúng ta là chúng ta luôn luôn mong tất cả những người hải ngoại đều giống như chúng ta về quan điểm đối với đất nước và dân tộc. Không ai mà không muốn mong cho nước Việt Nam là nước độc lập, thống nhất, hòa bình, dân chủ và giàu mạnh. Bởi vì những cái tiêu chuẩn đó thì mới đứng vững được ở cái vị trí ở miền Đông Nam Á. Rõ ràng đất nước chúng ta là đất nước đứng trên đầu sóng ngọn gió ngay bây giờ. Chúng ta nghĩ đến cái kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải sử dụng cái sự khôn khéo để cảnh giác trước những cái âm mưu luôn luôn thâm độc cực kỳ của họ. Thì bởi vậy trong cái lời nói của Hoàng Duy Hùng, như chị Phùng Thị Châu có nói chuyện với tôi trước và vừa rồi phát biểu, thì anh ấy cũng cảm nhận được cái điều đó và muốn chia sẻ cái mối lo đó cùng với 86 triệu người ở trong nước. Thì điều đó chúng ta thấy rằng rất đáng hoan nghênh. Và chúng ta cũng mong rằng những cái số người mà như thế, biết chia sẻ như thế, nó sẽ càng ngày càng nhân lên trong số những người của hải ngoại. Và chúng ta mong rằng cái chuyến đi của anh sau này trở về thì anh sẽ càng chân thật hơn, nỗ lực hơn để đóng góp vào cái việc phát triển đất nước, cụ thể là phát triển vấn đề kinh tế xã hội ở trong nước với cái tư thế của anh ấy. Và tôi cũng muốn nói với anh Hùng rằng nếu bây đứng ở vị trí như thế, nếu mà bạn ấy không làm được cái điều tốt thì nay mai bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Giống như Joseph Cao đấy, bây giờ muốn làm đâu cũng được nữa, không làm được bây nữa. Giờ đã qua rồi. Vậy thì những cái hay điều gì làm là hỏng rồi. Cái gì là luật sư gì Trần Thế Văn muốn làm cũng không được rồi. Không, Trần Thế Văn thì cũng ở Mỹ rồi, chưa được dính dáng mà đến
chưa được đặt chân tới Việt Nam. À, nhưng đúng rồi. Chị mình chỉ biết là khi mà các anh trở về Mỹ thì anh thay đổi lập trường, anh nói năng linh tinh. Nhưng rồi anh tưởng rằng người dân Mỹ sẽ bầu cho anh, rốt cuộc anh bây giờ lại là luật sư Cao Quang Ánh ở trong bóng tối. Không à, chị Châu nói tôi nhớ thêm một tí nữa, vì hôm cái này hôm đó mình đi cái hôm mình có bàn về cái việc này mà hôm đi cái dự hội nghị Việt Kiều lần thứ nhất đó. Ừ. Thì sau này tôi thấy tội nghiệp nhất đối với Cao Quang Ánh là cái hôm mà đứng đọc để xin cái bản nghị quyết của Hạ viện ở tại Hàn Hạ viện. Heo hút trong hội trường chỉ có mấy mống ngồi. Mấy mống ngồi đằng xa. Rồi anh đứng anh đọc cái bản nghị quyết đó để rồi chờ một cái vị chủ tọa ở Hạ viện hôm đó gõ cái búa cái cục cái. Hình như tôi thấy sau khi đó thì anh ấy cảm thấy mừng. Tại vì anh ta muốn chấm dứt cái đó nhanh. Nhưng mà phải làm chuyện đó để gì? Để hy vọng rằng kiếm được số phiếu ủng hộ. Vì tưởng lầm rằng cái đó sẽ mang lại một số cử tri cho anh ta. Chân nhưng ta, anh ta không ngờ được rằng cái phản ứng nó lại khác hẳn. Vì cái sự mà dối trá đó. Cái sự dối trá của những người con dân Việt mà đã không biết hỗ trợ cho đất nước Việt Nam mình. Đừng tưởng rằng những người Hoa Kỳ sẽ ủng hộ đâu. Những người Hoa Kỳ sẽ là lập tức coi thường quý vị. Bằng cớ là Trần Thái Văn đã rớt đài, Cao Quang Ánh đã rớt đài. Đó là một kinh nghiệm cho Hoàng Duy Hùng. Kính thưa quý vị khán thính giả, mình rất là cảm động khi được coi cái phần của vợ chồng Hoàng Duy Hùng đi vào đền Đền Hùng thắp hương. Sau khi ông thắp hương ra, ông anh Hoàng Duy Hùng đã tìm được nhận được cái sự hãnh diện là con dân Việt, con dân của vua Hùng. Lời cử chỉ của ông vợ chồng ông lễ phép, kính trọng, trang nghiêm. Lời nói của ông khi nói về Việt Nam hãnh diện, cái sự hãnh diện mà thật ra đối với đại đa số đồng bào người Việt Nam ở Mỹ rất là khó để mà diễn tả khi mà mình ở Mỹ. Cái sự rung động khi anh nói về trở về thánh địa Hùng Vương. Anh nhắc đi 2-3 lần cái chữ thánh địa. Nhắc đi nhắc lại thánh địa Hùng Vương. Hùng Vương, đất tổ Hùng Vương thì đối với người dân Việt mình ai cũng biết. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Hoàng Duy Hùng mang đến danh từ thánh địa Hùng Vương cho đồng bào hải ngoại, kiều bào người Việt Nam hải ngoại biết rằng nếu người Thiên Chúa giáo có lãnh địa, có thánh địa La Mã, nếu người Kitô hữu có thánh địa Bethlehem, Jerusalem, nếu người Hồi giáo có thánh địa Mecca, thì từ giờ trở đi con dân Việt trên khắp 4 vùng châu lục của 8 hướng địa cầu sẽ có được đã có được thánh địa Hùng Vương. Ừ. Để rồi mình sẽ nói với lòng mình sẽ nói với chúng mình người Việt Nam, mình sẽ nói với con cái mình nói với những người Việt Nam mình biết, mình nói với những người Việt Nam mình chưa biết, mình nói với những người mà mình coi là người Việt Nam rằng sẽ có một lần trong cuộc đời này mình được trở về thánh địa Hùng Vương. Mình có như vậy chị ạ. Vâng, thì tôi thích nhất là cái câu là Hoàng Duy Hùng cũng nói rằng là ngày hôm nay tôi rất hân hạnh, thích sung sướng rằng là UNESCO đã công nhận đền Hùng Vương là một phi vật thể của nhân loại và của Việt Nam. Di sản của ai? Thì ai đã làm được đền Hùng Vương để cho rồi UNESCO phải công nhận? Phải là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được không? Rồi Hoàng Duy Hùng nói một câu nữa. Ngày chúng ta đang đứng trên mảnh đất hình chữ S Oai Hùng. Ai đã tạo cho mảnh đất S hình chữ Oai Hùng? Phải chăng bởi vì Oai Hùng là vì đã đánh được giặc Pháp, đã thống nhất được đất nước 30 tháng 4 1975? Cảm ơn Hoàng Duy Hùng đã nói câu đó. Thật sự ngày hôm nay Phùng Tuệ Châu rất mến phục Hoàng Duy Hùng. Chị ăn tiếp con một lời nữa không? Vâng, xin. Rồi bây giờ chúng ta đi qua, trước khi qua một cái đề tài khác nữa là sẽ nói về điều 4 hiến pháp.
tôi xin tặng cái đánh một cái bản tin như thế này mà tôi rất thích, là theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 3 năm 2013, FDI của Việt Nam tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong quý 1 đã vượt mức 6 tỷ Mỹ Kim, tăng 63.6% so với cùng kỳ năm 2012. Tân Hoa Xã của nước Trung Quốc trích dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong 3 tháng đầu năm là 6.0034 tỷ Mỹ Kim, trong lúc mức giải ngân lên tới 2.7 tỷ Mỹ Kim, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản dẫn đầu trong số 31 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong quý 1, với vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3.159 tỷ Mỹ Kim, chiếm 52.3% tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam. Nước thứ hai là Singapore, chiếm vị trí thứ hai với 2.278 tỷ Mỹ Kim, và Nam Triều Tiên đứng hàng thứ ba với 156.99 triệu Mỹ Kim. Giới hữu trách Việt Nam đề ra chỉ tiêu thu hút là 15 tỷ Mỹ Kim FDI trong năm 2013. Các anh nhìn thấy cái bản tin tôi vừa đưa ra, các anh khiếp sợ cái sự phát triển của đất nước mình như thế nào? Trong 25 năm vừa rồi thì về cái vốn mà đầu tư ngoại quốc này trực tiếp mình đã thu vào 211 tỷ Mỹ Kim. Vâng. Đó, bây giờ mình ngày hôm qua tuần vừa rồi Samsung họ mới động thổ cái lễ xây cái nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở Thái Nguyên à, lớn nhất thế giới. Kinh. Và như thế này nè Samsung, thì một khi mà mình biết là cái vốn FDI của, tức là vốn của đầu tư nước ngoài nền móng ở Việt Nam, tức là làm sao dân Việt Nam mình có công ăn việc làm, dân Việt Nam mình giàu có, đất giàu thì dân mạnh, đó là mình phải mừng chứ, đó là mình phải công nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh đồng ý chưa? Thưa chị, Đảng Cộng sản Việt Nam từ lúc khởi đầu tới bây giờ chỉ có một hai việc: thống nhất, giành lại độc lập và thống nhất đất nước, rồi lãnh đạo Việt Nam trong thời kỳ hòa bình xây dựng quốc gia. Họ làm một cái điều tới bây giờ không có ai được nói cái gì cả. Đó, bây giờ sở dĩ tôi muốn nói chứ Đảng Cộng sản Việt Nam là sẵn hôm nay là có anh Đinh Viết Tứ, cũng một luật gia của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi cũng là luật sư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Còn anh thì là lính phải không? Lính rồi. Thì bây giờ chúng ta hôm nay trở về một cái vấn đề rất là quan trọng. Từ trong nước và cũng như ở hải ngoại đều muốn rằng là nhất là những cái giới hải ngoại đều muốn rằng là Việt Nam phải là hủy bỏ điều 4 hiến pháp, rồi là phải có đa nguyên đa đảng. Trong khi đó thì 72 nhà trí thức trong nước cũng đề nghị với nhà nước Việt Nam phải điều bỏ điều 4 hiến pháp và phải có đa nguyên đa đảng, đại khái như vậy. Tôi cảm thấy như là tôi rất bực mình, tại sao họ không nhìn nhận được cái sự thống nhất đất nước do ai làm ra? Tại sao chúng ta được là giải quyết được vấn đề mà thực dân Pháp, chúng ta thống nhất được đất nước, chúng ta đem được thanh bình cho đất nước Việt Nam, tại sao bây giờ lại phải hủy bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam làm cái gì? Họ muốn đa nguyên đa đảng, họ muốn đem ba cái thằng vớ va vớ vẩn ở hải ngoại đi về để lãnh đạo đất nước à? Bây giờ trước tiên tôi mời luật gia Đinh Viết Tứ, anh trả lời cho tôi biết thôi, trước hết là anh chấp nhận là điều 4 hiến pháp hay là anh hủy bỏ điều 4 hiến pháp, nói đi. Vâng, cảm ơn chị. Cho tự do nói. Về cái bản hiến pháp thì chúng ta biết rằng cái điều 4 hiến pháp nó mang tính chất quan trọng đối với lịch sử Việt Nam. Đúng. Tại vì nếu mà tôi chắc khỏi cần phải nói ý của mình, thế nhưng mà ông trong cái buổi mà hội nghị ngày hôm nay diễn ra ở Hà Nội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, lấy ý kiến trong đó có các vị của tất cả các vị luật sư rồi nhân sĩ rồi đại biểu các sắc tộc thiểu số và tôn giáo, thì ở đó có ông Phạm Xuân Hằng là cựu phó chủ tịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thì ông nói một câu mà tôi thấy cũng là đúng,
Còn về điều 4 hiến pháp thì thử nghĩ rằng trong hơn 80 năm vừa qua, những cái thắng lợi lớn của Việt Nam đều có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tức là tiền thân của, hậu thân của Đảng Lao động đấy, Việt Nam cũng như của Đảng Cộng sản Đông Dương. Thì điều đó chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản là một tập hợp có công đối với đất nước, do đó được phải được đặt một cái vị trí xứng đáng đối với cái tổ chức của máy quốc gia. Và trong cái tình hình thực tế của Việt Nam thì nó vẫn phải có một cái lực lượng nòng cốt để bảo vệ cho cái công cuộc phát triển đó được ổn định. Và cái lực lượng đó thì không thể nhìn thấy cái lực lượng nào ngoài cái Đảng Cộng sản cả. Chúng ta thử nghĩ coi là ở ngoại quốc, tuy rằng họ hò hét nọ kia, họ sống gần một cái xã hội mà văn minh và tự do, dân chủ tương đối nhất thế giới là Hoa Kỳ, nhưng họ cũng đâu có hiểu được thực tế là cái gì. Chính vì thế mà cho nên cái hôm mà qua cuộc phỏng vấn của bên đài tiếng nói Việt Nam thì chúng tôi cũng nói rằng muốn nói đến vấn đề điều 4 hay là sửa đổi hiến pháp thì phải là vấn đề trước hết phải trung thực. Vì nếu anh không trung thực thì anh không có thể nào mà anh nói được cái điều đúng đối với đất nước cả. Anh đứng ở ngoài để nhìn dưới cái cá nhân của anh thì anh không thể nào anh hiểu được đất nước. Anh cảm nhận của anh không với chia sẻ đối với dân tộc thì anh không thấy được cái nguyện vọng của cử tri, của những người dân như thế nào. Mà khi nói về hiến pháp ấy, thì có nghĩa rằng anh phải, nó là văn bản mà nó tạo nên cái phần quan trọng, đó là cái sự cân bằng giữa quyền của dân và quyền của nước, của nhà nước, của chính phủ. Làm sao để cho nó có sự cân bằng đó. Khi tạo được sự cân bằng đó mà nó không có được thì nó dễ dàng xảy ra những cái sự bất chắc. Nếu mà quyền nhà nước mà cao quá so với quyền của nhân dân thì dễ trở thành độc đoán hay là độc tài. Mà nếu mà quyền của nhân dân mà lớn quá so với quyền của nhà nước thì dễ trở thành vô chính phủ, hỗn loạn. Vô chính phủ. Giống như đây là quan điểm của mấy ông chính trị gia ở hải ngoại đấy. Đó là quan điểm, đó là quan điểm tự do, nhưng mà loại tự do chủ nghĩa là sẽ đi đến tình trạng vô chính phủ. Cho nên chúng ta phải tạo cái sự cân bằng đó. Anh ơi, và duy trì nó. Xin nói cái mấy ông hải ngoại đâu có chính phủ đâu. Tức là sẽ đi đến cái đó. Thì bởi vậy mà cho nên rằng chúng tôi thấy rằng chúng ta cứ đề nghị những cái nguyện vọng của chúng ta lên để cho những người có trách nhiệm giải quyết cái vấn đề sửa đổi đó. Tại vì sự thực ra nếu là một người như chúng ta học luật, chị biết rồi, ngay từ năm thứ nhất chúng tôi vào học trường luật thì cái môn học trước nhất, năm thứ nhất đã là học về hiến pháp, hiến pháp rồi. Là hiến pháp. Vâng, và bản hiến pháp đó là bản hiến pháp mà nó nhằm mục đích để mà một cái bản mà xưng danh về một đất nước và dân tộc. Và thứ nhì đó là để nói vấn đề tổ chức liên bộ máy trật tự, nhà nước như thế nào an ninh cho và nước. Điều hành nó để, điều hành để mà sống một ngày một tạo hạnh phúc hơn. Có thế thôi. Rất rất đơn giản. Thế nhưng mỗi một quốc gia quan niệm một cách. Chẳng hạn như thứ nhất là tại sao chúng ta lại thấy Việt Nam cứ thay đổi hiến pháp hoài? Là vì rằng mỗi một giai đoạn, đó là chế độ của ta, mỗi giai đoạn là một hiến pháp. Đầu tiên cái hiến pháp năm 46 là thành lập nước. Cái hiến pháp xây dựng cái giai đoạn chính quyền dân chủ nhân dân là hiến pháp năm 1959. Xong đến năm 80 thì là hiến pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, định vượt qua khâu phát triển tư bản. Rồi đến năm hiến pháp năm 92 thì đi đổi mới. Và bây giờ phát triển rồi, đổi mới rồi, phát triển rồi thì đang đi vào cái giai đoạn hội nhập và phát triển cao hơn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thì bởi vậy mà cho nên nó có những điều khoản mà nó không thích hợp. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nghĩ rằng chúng ta khi mà nghĩ đến hiến pháp thì chúng ta phải so sánh. Tại vì nếu soạn buổi quản bản hiến pháp thì tôi đứng về chuyên môn thì tôi cho bản hiến pháp năm 1946 là bản hiến pháp hay nhất kể về nội dung lẫn hình thức.
chỉ gồm có 12 trang thôi, 12 trang in thôi, thế nhưng mà đã đầy đủ và rất ngắn gọn, tổng quát. Chẳng hạn nói như thế này là chỉ bảo đảm quyền, hiến pháp là để bảo đảm quyền của nhân dân và bảo đảm nền độc lập của đất nước và xây dựng một chính quyền mạnh với nhân dân. Và đối với quyền của nghĩa vụ của nhân dân thì chỉ nói ba điều đó là bảo vệ tổ quốc, thứ hai là tôn trọng hiến pháp và thứ ba là tôn trọng luật pháp là đủ ấy, nói lên rồi. Nhưng vì thực tế của đất nước ta là đôi khi những việc nói nó tóm tắt quá thì cũng không đủ hiểu. Cho nên bây giờ có một số báo chí hải ngoại đang nói về cái bản dự thảo sửa đổi hiến pháp. Đúng. Có đề cập phê phán tại sao quy định thế này thế kia. Thực tế là như thế, chẳng hạn như vấn đề bảo tại sao phải quy định rằng phải tôn trọng những người, tôn trọng quyền của chứng kiến của những người khác, rồi lại những âm mưu phá rối chính quyền. Thì thực tế ra đất nước ta cũng như ở hải ngoại, trong nước cũng như ở hải ngoại cũng có một số người vẫn âm mưu làm những chuyện đó, cho nên rằng cái vấn đề đó vẫn là vấn đề mắc mưu và phải quy định trong hiến pháp cho nó rõ ràng để nhằm giáo dục răn đe những con người đó. Bởi vậy cho nên hiến pháp của ta sau này nó trở nên hơi dài. Đến bản hiến pháp năm 1959 thì nó đã trở thành 47 trang rồi, và sau đó thì lên năm 80 trên 47 trang. Là để giải thích rõ ràng dòng những quy luật của luật pháp. Và vì thế, bởi vậy mà chúng ta thấy rằng nó dài dòng như vậy vì rằng trình độ dân trí của chúng ta vẫn chưa đồng đều. Còn kém lắm. Chưa đồng đều. Có những người khi viết những bản văn bản thì đề nghị thì rõ ràng rằng người đó cũng có thể có quyền hưởng tự do dân chủ đấy. Thế nhưng mà những người cạnh anh ta thì không phải. Đấy, giống thì mình phải chịu chung cái số phận thôi. Vâng. Đấy, giống vâng. Như tôi cũng đã từng nói trên đài tiếng quê hương là vâng. Tình trạng tôi làm thường trú nhân của Mỹ, mà bây giờ tôi di chuyển 10 ngày trước khi tôi đổi chỗ ở, tôi phải báo cáo về sở di trú. Yeah. Là tại vì sao tôi là đâu vi phạm bao giờ gì ra đâu mà tại sao bây giờ tôi phải chịu đó? Tại vì trong đó thì có cái vụ 911. Những thằng thường trú nhân tôi là. Tức là bây giờ rót ngắn lại, tức là anh vẫn chấp nhận duy trì được bốn hiến pháp. Vâng. Vâng, rồi. Thì còn cái đề ố nữa thì tôi xin thêm nữa. Vâng. Tại vì hồi nãy chị nói xin thời lỗi chị, thời gian chị ngắn, bảo vâng, tôi vâng. Nói tự do thì vâng. Tôi cứ nói dông dài. Còn về cái điều bốn hiến pháp thì tôi cho là điều bốn hiến pháp đó cần một cái sự duy trì, nhưng mà đi đúng cái đường lối. Cái bộ phận chuyên chính vô sản đó là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Nếu không thì nó trở thành, nếu mà chúng ta để cái điều bốn hiến pháp đó mà tạo nên tình trạng bao biện thì nó cũng lại không hiệu quả cho đất nước. Đấy, bởi vậy mà cho nên duy trì cái bản đó, thế nhưng phải đặt quy định làm sao để mà thực hiện bằng được cái chuyên chính vô sản đó là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý nhân dân làm chủ, quản lý nhân dân làm chủ. Đó. Vâng, rồi bây giờ tôi cũng vẫn tắt thêm là chúng tôi là Phùng Tuệ Châu, cá nhân chúng tôi tiếp tục duy trì điều bốn hiến pháp. Tuy nhiên chúng tôi chỉ muốn là nói về điều là tu chính điều bốn thôi. Chẳng hạn là Đảng Cộng sản Việt Nam nên cũng bắt đầu chú ý lắng nghe tiếng nói của những tổ chức xã hội mạng hay là tổ chức công dân xã hội, nhưng mà cái tổ chức công dân đó phải được đăng ký hoạt động đàng hoàng, mà trong tinh thần xây dựng. Chẳng hạn những Đảng Cộng sản Việt Nam mà nghe những cái bọn phản động hải ngoại thì đương nhiên không thể nào chấp nhận được, thấy không? Chúng ta chỉ chấp nhận lắng nghe ý kiến của những người tổ chức xã hội mà ý kiến xây dựng mà có đăng ký hoạt động hợp pháp với nhà nước thì chúng ta lắng nghe. Đó là tôi muốn tu chính thêm điều bốn hiến pháp. Rồi bây giờ qua sang anh Phượng, bây giờ anh có chấp nhận thay đổi Đảng Cộng sản, có chấp nhận đa nguyên đa đảng không? Nói đi. Đầu tiên là mình có đọc điều bốn thì mình nghĩ là giữ nguyên như vậy, đừng có thạch rồi có tu chính cái gì, thay đổi cái gì thì thay đổi, nhưng mà mình để nguyên như vậy. Tại vì ở ngoài này đấy chị, người ta cứ nói những cái điều bốn đó là người ta nói đến đa đảng. Thì bây giờ trong cái lịch sử, bây giờ hiện tại bây giờ nè, là mình nhìn thấy cái đa đảng nó xảy ra ở Phú Hãn này, ở Libya, ở chỗ này chỗ kia, đó là chuyện thế giới hiện tại bây giờ.
ở Ấn Độ, ở Mania, ở tất cả mọi nơi mà bạo loạn nó đang xảy ra. Đó là những cái nơi mà đang có đa đảng. Thì trong cái lịch sử Việt Nam mình á, mà cái đa đảng đầu tiên mà mình được ghi trong lịch sử nó là đời Nhị Thập Sứ Quân, đời Minh Thiên Hoàng. Nhị Thập Sứ Quân của mình nó khởi đầu là từ có người đầu tiên là ông Ngô Sương Ngập, Ngô Sương Sĩ. Người thứ nhì là ông Đỗ Cảnh Hạc, người thứ 12 là ông Phạm Bạch Hổ. Lúc đó thì mình có 12 sứ quân, tức là 12 đảng đó chị. Đa đảng đó chị ạ. Ông Đinh Tông Hoàng lên thống nhất lại 12 sứ quân đó, rồi mới lập nên ra nhà Đinh, Đinh Tiên Hoàng. Ông hoàng đế đầu tiên mang họ Đinh. Chỉ có khi dẹp được 12 sứ quân thì mình mới có ông Đinh Tiên Hoàng, mình có nước Việt Nam. Sau 1945, đất nước chia đôi, mình ở trong Nam. Ông Ngô Đình Diệm về lãnh đạo. Đa đảng đấy chứ. Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài, Bảy Biển, đánh nhau trên đường phố Việt Nam, đốt nhà nhau, đánh nhau bao nhiêu lâu, rồi thu về một mối. Gia đình của Ngô Đình Diệm lãnh đạo hết. Ông Ngô Đình Diệm bị giết đi, cả gia đình bị tiêu diệt. Về cái đề nghị Cộng Hòa, đã đáng đấy chứ, cũng Đại Việt, cũng dân chủ, cũng này cũng kia. Nhưng mà từ năm 1963 đến năm 1995, chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo ở trong Nam là đảng Kaki, đảng nhà binh. Anh đúng rồi, tốn bao nhiêu xương nhiều máu, bao nhiêu công, bao nhiêu máu xương của người Việt Nam, đất nước mới thu về được một mối. Tại sao lại họ đòi hỏi một cái điều kỳ cục như vậy? Xây dựng có quyền nhưng mà phải trách nhiệm chị ạ. Phải trách nhiệm. Có quyền góp ý xây dựng, nhưng mà trước khi góp xây dựng thì mình phải có cái tinh thần trách nhiệm. Phải có trách nhiệm thì mình mới xây dựng được một cách lương thiện. Chứ nếu không có lương thiện, nhưng nếu mà không có trách nhiệm thì mình chỉ xây dựng theo cái kiểu đà phá thôi thưa anh. Như là những người mình đã thấy sống ở đây từ năm 1975 tới giờ. Thế rồi bây giờ anh nghĩ là vấn đề đa nguyên đa đảng, anh có chấp nhận cho cái sự hiện diện của đa nguyên đa đảng hay không? Không, bây điều giờ tôi cho thì thực ra thì mình trở lại cái học vấn của mình ngày xưa về học thuyết chính trị. Có cái môn học năm thứ 3 là học thuyết chính trị. Thì người ta có câu nói như thế này: nếu độc tài để xây dân chủ thì cũng nên độc tài. Tức là nếu độc tài để xây dựng dân chủ thì nên độc tài. Nhưng mà để độc tài mà để nghĩa là ức hiếp người dân thì chúng ta cũng không chấp nhận được. Chúng tôi muốn lấy một cái thí dụ rằng là Tổng thống Bush của chúng tôi đã từng tuyên bố rằng là ngày vào một buổi chiều ngày thứ Tư 19 tháng 3 năm 2003, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ giải tán quân đội Iraq của Saddam Hussein và sẽ đem lại tự do cho dân chúng Iraq, và ông sẽ để bảo vệ cho thế giới để khỏi cái hiểm họa của Saddam Hussein. Ông tuyên bố như thế này, câu nguyên văn bằng tiếng Mỹ: "We will bring freedom to others and we will prevail." Tức là chúng ta sẽ đem đến tự do cho thế giới và chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng 10 năm sau là ngày 20 tháng 3 năm 2013, quốc gia Iraq vẫn là một quốc gia hỗn loạn và mất an ninh. Đây là tiếng nói của một tờ báo hải ngoại Orange Register chứng minh rằng là Iraq, sau khi mà Tổng thống Bush đã giết độc tài Saddam Hussein, ông không đem lại được tự do dân chủ cho người dân Iraq. Và ngày 30 tháng 12 năm 2005, Saddam Hussein bị treo cổ. Thì ngày thứ ba vừa qua, 29 tháng 3 năm 2013, nghĩa là cứ rất nhiều, tôi chỉ đưa ra một bằng chứng cuối cùng thôi, là ngày 29 tháng 3 năm 2013, hàng loạt bom nổ tại Iraq và đã cướp đi sự sống bình yên của ít nhất là 65 người dân vô tội. Vì vậy anh thấy không? Nhưng mà đặc biệt rằng là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất được đất nước, không kể có những cái chuyện hỗn loạn như thế này. Thấy không? Đó là cái độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam nó khác cái độc tài của Saddam Hussein. Nhưng mà Mỹ trong vụ này Mỹ cũng mất gần 5.000 người thiệt mạng và 39.000 người bị thương. Vâng đó.
Đó là ông nghĩ rằng ông sẽ giết độc tài Saddam Hussein, nhưng mà rồi rốt cuộc ông không đem được tự do, dân chủ, thanh bình cho người dân Iraq. Cái đó là một cái tội. Tôi cho tắt tại vì ông ấy, mục đích của ông là ông muốn trả thù cái vụ định Hussein định âm mưu giết ông bố. Giết ông bố. Giết bố. Thế cho nên rằng sau đó thì ông thấy giết được Saddam thì thôi ông ấy mission complete thôi. Thế là không hoàn thành. Xong rồi. Giết xong bố mình đó. Chứ hoàn thành chứ. Anh nghĩ sao việc mà hạ Saddam Hussein là một kẻ độc tài đó. Thưa chị thế này. Hay gì dở. Ngày khởi đầu chiến tranh Iraq tất cả mọi người đều ở đây. Mình nhớ tất cả anh em mình ở ngoài này nhớ mình lúc đó ở chỗ nào. Mới 10 năm thôi. Bây giờ có ai hiểu là lý do tại sao mình qua bên Iraq mình đánh nhau không? Không nhớ đâu, quên rồi. Quên hết rồi. Chỉ biết là đánh nhau 10 năm rồi quên rồi. Nhưng mà mình nhớ hồi đó là lý do mà người Mỹ mang quân qua Iraq đánh nhau là sau khi ông Colin Powell, ngoại trưởng của Hoa Kỳ ra Liên Hiệp Quốc cầm cái bao, cầm cái một hộp thuốc nói rằng thì là đây là trong này cũng chất độc mà chứa trong này, nó mở ra là giết hết cái phòng này là mấy ngàn người. Nhưng mà bên Iraq là họ có mấy ngàn kilo. Ừ. Đấy. 10 năm rồi có ai nhớ cái chuyện đó không? Chẳng có ai dám nhắc đây là cái chuyện đó đâu. Dân chủ tự do nói cho nó, nói về sau, nói cho nó có thôi. Chứ còn bây giờ mình cũng không hiểu lý do đó. Bây giờ cũng không, bây giờ không chưa tới dân Iraq chưa có dân chủ tự do. Chỉ có thế này, chị nói là cái chuyện độc tài Cộng sản chị, Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái Đảng Cộng sản Việt Nam rất là đặc biệt. Bây giờ hiện tại bây giờ trên thế giới mình còn ba cái đảng cộng sản. Đảng Cộng sản Cuba mình để riêng qua bên gần ở Á Châu mình còn phải ba cái đảng cộng sản. Quốc. Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam. Hai cái đảng cộng sản Việt Nam họ thành lập và họ làm xong cái nhiệm vụ của họ là giải phóng, giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Cái Đảng Cộng sản Trung Hoa nó bây giờ là chưa có làm hết cái nhiệm vụ của mình đâu. Ông Đài Loan vẫn còn nằm khờ khờ đó rồi. Chưa làm hết nhiệm vụ, rất là khó chịu, rất là tức tối, mình biết như vậy. Đảng Cộng sản Bắc Hàn, đây là Nam Hàn còn phía sau nè, rất là khó chịu. Khi mà họ khó chịu đó thì họ rất là tức giận. Đảng Cộng sản Việt Nam làm hết nhiệm vụ của họ, giải phóng, giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam khác hẳn tất cả những đảng Cộng sản trên thế giới. Và họ đang lãnh đạo Việt Nam rất là tốt đẹp, rất là hãnh diện. Đó là mình nhìn thấy cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh Tư hả? Vâng, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là bây giờ cái số cái phát triển kinh tế trong nước đến như thế thì chúng ta nhìn thấy rõ. Cái quan trọng nhất đó là cái chính quyền ổn định suốt từ đó cho đến nay. Và đồng thời cái đạo quân của Việt Nam sang làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia là một đạo quân làm được cái nhiệm vụ quốc tế mà hoàn hảo nhất. Sau đó thì thôi, Campuchia ổn định. Còn đạo quân mũi nồi xanh của Liên Hợp Quốc. Vậy chứ, nhưng mà cũng xong cái đi thì lại cái có những chuyện lộn thuộm. Thế thì cho nên là chúng ta thấy rằng phải nói rằng cái đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản và tổ chức rất cần thiết đối với lại Việt Nam và sự tồn tại đó. Còn dĩ nhiên theo mà nếu theo thuyết của chủ thuyết Cộng sản thì đến lúc cách mạng hoàn thành được vai trò thì Đảng Cộng sản tự nhiên cô họ cũng ta giải tán, tan rã, không còn cái vai trò nữa khi cuộc cách mạng hoàn thành. Thế thì bởi vậy mà cho nên cái sự duy trì để mà có cái hậu thuẫn để mà thực hiện cái công cuộc ổn định đất nước để phát triển thì không một lực lượng nào có thể thực hiện được ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì bởi vậy cho nên rằng đứng về mặt lý trí chúng ta cũng phải chấp nhận, đứng về mặt tình cảm và có cái tình cảm trong truyền thống nữa là ơn nghĩa thì chúng ta thấy rằng họ cũng xứng đáng để tồn tại. Thì bởi vậy mà cho nên tôi thấy rằng cái điều đó, nhưng mà thì tôi vẫn muốn là làm sao triệt phải làm bằng được thực hiện cái cụm từ mà đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Thì nó hay, tôi nói giả thì thế này, câu đó thì nó có vẻ nó mang màu sắc chính trị mà chúng ta khó có thể thì nắm cụ thể. Tôi nói giả thì thế này, đảng á nó giống như là một cái ông bố trong nhà để tập trung á, và nhà nước quản lý thì là bà mẹ.
Và con cái thì là nhân dân. Nhân dân. Thế cho nên ông bố bảo là hôm nay dọn nhà nhá. Thì cái thực hiện đó, bà mẹ bảo ê chúng mày đi dọn nhà đi, bố mày nói mỗi bố mày dọn mày không có coi chừng, chỗ bố mày muốn từ lâu lắm rồi, hôm nay bố mày nói đấy, không đi chơi nữa, ở nhà làm. Thế thì bà mẹ làm công tác đâu đó làm hàng tư tưởng tốt rồi, các con cái tập trung lại ở nhà ao mới dọn dẹp, thế thì tốt. Chứ nếu không có đùng cái lại có chuyện rằng bà mẹ không chịu, hay một đứa con nào đó lại đang lại đi chơi với bồ bịch chẳng hạn, lại không muốn chịu ở nhà, thì là có chuyện cãi lộn nhau ngay. Giống như tôi chẳng hạn, như tôi sau giải phóng chẳng hạn, ở khu tôi chẳng hạn, có cái nhà đó mà tự nhiên họ đụng cuộc biểu tình, có một cuộc meeting ở trên quận, bổ đầu mỗi một phường đi là 100 người. Thế thì trường phường nào công tác phụ phong trào phụ nữ thanh thiếu niên người ta tốt thì người ta tự động huy động trong người dễ. Còn phường nào yếu cái bà già bổ đầu bà già, khi bà già cũng bắt bà già phải đi biểu tình thì bà chủ lên ngay. Đó là vấn đề đó, là đó. Cho nên là phải đúng là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhưng dân làm chủ một cách tốt, thật là chu đáo thì tôi nghĩ rằng thành công. Đúng, anh nói là đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ. Tuy nhiên có một cái là bây giờ mình cứ nói cái gì cũng tốt hết là sai. Phải công nhận rằng là hiện nay đảng cũng nhìn nhận rằng là cái sự tham nhũng đã dẫy đầy trong Việt Nam và rất là khó mà tiêu diệt được. Mà cái sự tham nhũng đó là không phải là chỉ có Việt Nam có, Hoa Kỳ cũng có, mà dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa có, đâu đâu cũng có sự tham nhũng. Vì vậy chúng ta mới cần làm sao mà để mong nhà nước Việt Nam làm sao nữa là đảng củng cố, làm sao nữa là diệt trừ tham nhũng, để cho cái quyền làm chủ của người nhân dân thật sự là một quyền làm chủ của một đất nước có tự do, có dân chủ và lãnh đạo dưới một đảng duy nhất. Mình anh Đinh Viết Thứ nói về ông bố bà mẹ, đảng làm chủ, nhân đảng lãnh đạo. Lý thuyết cộng sản đã được đi ra ngoài thế giới trên nhiều quốc gia, nhưng mà chỉ có khi đến Việt Nam và đến giờ này thì mình mới hiểu là đảng cộng sản Việt Nam khác hẳn bất cứ một cái đảng cộng sản nào từ trước đến giờ. Tại vì ngay căn bản trong văn hóa Việt Nam, trong lịch sử Việt Nam, từ đời lập quốc đến bây giờ là được 4.900 năm, văn hóa Việt Nam có bố, có mẹ, có Lạc Long Quân, có bà Âu Cơ, có anh, có chị, có bố, có mẹ, có âm, có dương, có chú, có bác, có cô, có dì. Cũng như là hai, bao giờ cũng có hai phần, phần âm, phần dương. Cũng như là ở Hoa Kỳ bây giờ này, Cộng Hòa với Dân Chủ chỉ có hai đảng thôi, lưỡng đảng. Họ thay đổi, họ chuyển dịch, nhưng mà họ phục vụ cho cái độc đảng Hoa Kỳ. Tại vì sau khi bầu cử rồi, chúng mình không phải là Dân Chủ nữa, chúng mình cũng không phải là Cộng Hòa nữa, chúng mình là American, mình phục vụ cho American, đảng Hoa Kỳ. Đó là cái sự suy nghĩ của mình về cái đảng cộng sản. Không, nhưng mà tôi thấy thế này này. Đúng đấy, đây xin lấy chị Châu tí tôi chẳng hạn, tôi nói cái vụ về, tôi nhắc cái vấn đề chính trị vô sản là ba cái cụm từ đó là vì thế này. Những vụ tham nhũng như chị Châu vừa đề cập ấy, Phạm Thanh Bình vừa làm tổng giám đốc, vừa làm bí thư. Thế thì ông vừa lãnh đạo và ông lại vừa quản lý gì nữa. Và ông cũng là công nhân ở đó nữa, thì ông cũng làm chủ luôn. Ba cái gom vào một người thôi, lãnh búa. Ông Huỳnh Ngọc Sĩ ở trong thành phố Hồ Chí Minh đấy, ông vừa làm bí thư của cái chi bộ đó, ông vừa phó giám đốc và giám đốc điều hành cái công trình đó. Thế thì ông lãnh ba cái tập trung vào ông ấy, cho nên là phải, đó là cái sai trái đó. Anh lãnh đạo thì là lãnh đạo, người quản lý là quyền quản lý. Tôi có một điều tôi xin kể một chuyện, xin các anh chị cho chúng tôi một chút xíu để tôi nói rằng cái thực tế cuộc sống của tôi về vấn đề đó. Chẳng hạn như là khi chúng tôi được đề cử năm 79 khi chưa để đi xây dựng cái ụ bỏ hòa để hòa tiến vào để chống Trung Quốc chiến tranh hồi đó, thì lập cái tiểu đoàn trí thức yêu nước. Thì lúc giờ tôi đề cử tôi làm tiểu đoàn trưởng, thì tôi áp dụng đúng cái kiểu đó và quả nhiên thành công, cuối cùng lấy cả hai cái cờ năng suất và cái cờ hoàn thành công trình trước thời hạn. Vì nhờ có cái đó, có những điều mà tôi hỏi anh bí thư,
anh chính trị viên của tiểu hoàng tôi bảo này ông ơi, cái này phải thế này nọ kia, không, quyết định rồi, đưa hướng lãnh đạo đưa anh rồi thì anh quyết định, tôi không can thiệp nữa. Đấy, tôi ông cũng từ chối, đưa rồi thì anh làm, quyền quản lý của anh thì anh làm đi, anh động viên tinh thần tất cả, anh làm theo cân quyền quản lý của anh để anh động viên đoàn viên các thứ, những người thành viên trong cái đoàn công tác đó để hoàn thành, chứ không can thiệp vào nữa. Thế nhưng mà lần này thì nếu mà tập trung vào một người thì nó trở thành độc đoán, thì độc đoán trở thành điều sai, sai. Tôi có làm chủ nhiệm 11 năm hợp tác xã xây dựng, tôi cũng vậy, tôi rất tôn trọng những cái đó mà tôi thấy đó là sự thành công, vì rằng đảng đưa ra cái hướng rồi sau đó cái người quản lý đó người ta sẽ theo cái hướng đó người ta đi, và dựa trên đó cái cơ sở nhân lực, vật lực, tài lực thực có trong cái cơ sở đó, và rồi để thực hiện cái đường hướng lãnh đạo đó rất tốt đẹp. Chứ nếu không có mà xảy ra cái tình trạng bao biện thì nó hỏng cái điều này. Chính xin lỗi các anh chị chứ, còn thời ông Lê Duẩn, ông Lê Duẩn phê phán cái điều này rất là kỹ càng, ông Tổng Bí thư Lê Duẩn ấy, mà cái tình trạng đó nó vẫn cứ tồn tại chỗ này qua chỗ khác, cho nên nó xảy ra những tình trạng tham nhũng một cách lớn xảy ra là tức là theo ý anh có thể là vì nghĩa là khi đôi lúc mà đảng lại cứ xâm phạm vào trong vai trò của người quản lý chứ gì, không cái ông bí thư đó, cái ông đóng vai trò lãnh đạo đó, ông xâm phạm vào cái xâm đó, xâm phạm vai trò của người quản lý. Ông gồm luôn chứ, ông gồm luôn á, trong đó ông giữ luôn, tôi lãnh đạo, tôi quản lý, tôi làm chủ, tại vì tôi cũng làm cái nhân viên trong đó mà, trong công ty mà, tổng công ty mà ấy, rồi các ông là cứ thế thôi, cho nên nhân nó đẻ ra cái tình trạng đó. Cho nên khi lập đã cái đó rồi thì chúng ta phải đúng áp dụng một cách đúng, áp dụng đúng, đưa ra là làm thứ thiệt, tôi nghĩ rằng sẽ tốt đẹp thôi. Tức là theo ý anh em, tôi cũng đồng ý, tức là đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý là một người khác nữa, vâng, và nhân dân có quyền kiểm soát, vâng, trong trường hợp mà nhân dân cảm thấy là cái ông quản lý sai lầm cái điều nào đó thì nhân dân sẽ đưa lên cái gì, vâng, lên quốc hội, vâng, để thì bây giờ thế này nhá, để yêu cầu sửa đổi lại cái, vâng, vai trò của người quản lý. Đấy, vâng, giống như thế này, bây giờ nếu mà đảng đưa ra lãnh đạo như thế xong rồi thành phần quốc hội họ quản lý, họ mới đưa ra cái chính phủ và thực hiện cái đó, rồi xong quốc hội trở lại giữ quyền giám sát, thành phần nhân dân có mặt trận tổ quốc đàng hoàng, nếu chúng ta chia nó rõ ràng thế, và phải tôn trọng cái quyền của quyền giám sát của cái mặt trận tổ quốc cũng như quyền giám sát của bên quốc hội, thì như thế nó mới tạo cái lực cân bằng. Giống như hiến pháp Mỹ, như chị thấy nhé, quốc hội Mỹ họ giữ ngân sách, bên tổng thống hành pháp có quyền làm, anh làm đi, lúc cục anh không ấy, tôi khóa tiền ngay thôi, anh cứ làm không có tiền thì thôi anh treo mõm, theo anh thôi anh cũng không làm được gì cả. Bởi vậy chiến tranh Việt Nam phải kết thúc như lẽ là, tại vì vậy khi lúc mà sang cái phái đoàn của ông Nguyễn Ngọc Bích với lại ông kia, ông gì mà viết cuốn sách ở trên Virginia, sang xin, cuối cùng là ông Thiệu cử đi để vận động xin, thì chính mấy ông nghị sĩ ông gặp bảo bây giờ một nick Ken cũng không cho nữa, một xu ten cũng không được nữa cơ, vậy thì thôi tan hàng, không có tiền nữa. Thế thôi. Mà cái cuộc chiến nó là không, cuộc chiến nó lại không tuyên chiến, nó đã vốn nó bất hợp pháp rồi, cho nên rằng nó không có một cái cách nào để mà duy trì được cuộc chiến đó. Thế thì vậy thì quốc hội Việt Nam bây giờ cũng vậy, cũng có cái quyền và phải được tôn trọng, đó là cái lập thông qua cái ngân sách đó giữ, nếu mà làm không đúng thì bị thôi. Giống như ông Obama giờ ông vậy, cũng muốn làm tới nhiều thứ lắm, thế nhưng mà họ có đòi cắt bên quốc hội, bên hạ viện, ông buồn hơn cứ đó muốn cắt thì phải cắt, tự nhiên phải đùng cái thôi cắt một cách đại trà, 86 tỷ trước cái đã. Tuy nhiên đó thì là xin phép nói có cái này này, tôi thấy rằng là ngay là như là ông tổng thống Obama đấy, ông là đảng dân chủ rồi, nhưng mà rốt cuộc lại những đảng viên của đảng dân chủ họ cũng muốn làm sao là từ cái thượng viện cho tới hạ viện đều là đảng dân chủ hết, để cho dễ dàng làm việc, vâng. Tức là nên sao cũng lại là độc đảng chứ đâu đúng phải rồi, đa đảng đâu, à rồi, cũng độc đảng rồi, thì người ta đó đi, là một cái là rốt cuộc là cái gì vậy, độc đảng nó dễ làm việc hơn là đa nguyên đa đảng cứ cãi đó, nhau cho đến bây giờ cũng vậy, hạ viện Hoa Kỳ với tổng thống Obama cũng cãi nhau như mổ bò về vấn đề ngân sách đó.
Mà ghi nhớ thì là nước Hoa Kỳ, Hoa Kỳ là một quốc gia thanh bình và độc lập, và từ được 200 năm nay không có một tiếng súng nào bắn ở trong cái quốc gia trên mảnh đất này trong sự tức giận. Mà Việt Nam mình á chỉ mới 35 năm thôi, chỉ được một khoảng thời gian rất là ngắn, tức là kể từ ngày 30 tháng 4 1975, chỉ là mới có 38 năm thôi. Mình ở ngoài này, mình nhìn người Việt Nam ngoài này, tâm hồn người Việt Nam ngoài này, mỗi lần bao nhiêu người mỗi lần nói về Việt Nam, mình quay trong TV thì biết tâm hồn bao nhiêu người Việt Nam mình ngoài này. Thành thử ra là bây giờ mà nói Việt Nam là đa đảng là mình bảo là mình quảng bá, mình cổ vũ cho một sự bạo loạn. Đúng. Chỉ có vậy thôi. Đúng. Nhưng mà tại vì họ không có trách nhiệm thì ra không có trách nhiệm. Họ cứ xây dựng cho nó thích thôi. Đúng rồi, xây dựng có quyền nhưng mà phải có trách nhiệm và mà phải có tình yêu yêu thương. Khi mà không có tình yêu thương và không có trách nhiệm, con người mình chỉ biết phá hại thôi. Cho nên là anh chỉ có quyền nên cứ kiến nghị, rồi sau giải quyết là những người có trách nhiệm họ giải quyết, và sau đó chính anh cũng phải tôn trọng cái giải quyết đó bây giờ. Còn đằng này là cứ bó buộc và phải tôn trọng cái ý nghĩ hớm hờ của anh ấy thì là không được, không nên, chuyện đó không thể giải quyết như vậy được. Vì vậy bây giờ nếu mà nói đến chuyện bạo loạn ấy, mình chúng ta trở về cái quốc gia Iraq đó, nào phe phái Sunni, phe phái Shia, phe phái Kurd, tức là những phe phái tôn giáo đó, họ đều muốn là nắm quyền lãnh đạo cả. Nhưng mà bị Saddam Hussein chết rồi, thành ra họ lại, đó là một quốc gia bạo loạn chứ không phải là một quốc gia thanh bình. Bạo loạn. Bạo loạn. Đây cụ thể nhá, cạnh ta là nước Campuchia ấy. Hồi đó lúc mà đòi về bầu cử tự do, mấy ông ngoại quốc về, ông nào đắc cử đâu. Đúng rồi, có ông nào đắc cử đâu. Cả đắc cử cả, đừng tưởng rằng được quốc vùng về, mang mặt về mà mặt mo về là người ta bảo về. Sao đói khổ sao không thấy ông ở đâu, ở chỗ ông nhỉ? Mà sao bây giờ tự nhiên có chỗ ông thì mò về, ông làm đại diện tôi. Ông biết gì về tôi, ông đại diện, tôi đại diện. Họ mắng cho ngay chứ không có đùa đâu, chứ không phải dễ dàng. Tại vì cái thang giá trị bây giờ mỗi một chế độ nó có một thang giá trị khác, có một danh chưng khác. Cho nên rằng tưởng lầm ở ngoài thì tưởng lầm về, rồi lại lúc nào cũng lại nhờ Liên Hợp Quốc, lúc nào cũng nhờ Hoa Kỳ. Thế là cái đầu óc đó là sai rồi, bây giờ không có nhờ vả gì cả, mà chỉ tự thân mình và làm với tư cách một người công dân hay là một người gốc Việt Nam để mà làm nó chân thật, thì tôi nghĩ cái đó thì mới mang lại một hiệu quả để mà an ủi lương tâm lúc nằm xuống. Chứ còn nếu không làm khác thì tôi cho đều là như muối bỏ biển hết. Mình đưa một thí dụ chẳng hạn, một số nghĩa là tay sai Việt Kiều, tay sai cho Đảng Việt Tân ấy, cứ đi về Việt Nam thò đầu ra lại bị bắt, thò đầu ra lại bị bắt. Tại sao? Vì không được lòng nhân dân, không được sự ủng hộ của nhân dân. Thấy chưa? Đây chỉ thấy nhá, trường hợp Trần Khải Thanh Thủy nhá, hồi đó cái đó bảo rằng thế nọ thế kia, nhưng rút cục ra khi Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ thì đúng là thuộc về Đảng Việt Tân. Thấy chưa? Tức là thuộc về Đảng phản động. Phản động. Là trong kia người ta bị bắt và dân người ta chửi bới, dân người ta, chính dân người ta xử lý một cách nó tự do, kiểu tự do chủ nghĩa thì là đáng thôi. Nhưng mà lúc sau này thì rõ ràng ra là sự thật nó là như thế. Chứ còn lúc đó thì cứ bảo bà là nhà văn, bà thế nọ thế kia thì nói, nhưng mà thực tế tôi rõ ra rồi. Anh nói chuyện bây giờ thưa các anh thì thời gian đã có hạn rồi, xin trân trọng gửi lời chào quý thính giả của Tiếng Quê Hương. Và chương trình Tiếng Quê Hương của kỳ này chúng tôi có thêm một thời gian nữa là ngày 15 tháng 4. Xin mong quý vị khán giả của Tiếng Quê Hương tiếp tục theo dõi chương trình Tiếng Quê Hương vào ngày 15 tháng 4. Xin gửi hai người lời chào thính giả của Tiếng Quê Hương. Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi và xin kính chúc quý thính giả có nhiều may mắn. Sẽ có một lần trong cuộc đời này mình được trở về thánh địa Hùng Vương. Chúc ngủ ngon, thanh bình, thịnh vượng. Xin cảm ơn.